Hello, hello. xin chào các bạn đến với thuận cap video ngày hôm nay hôm nay là tối ngày thứ hai tại hoa kỳ bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ cali ở việt nam khi mà đã bước qua là ngày thứ ba rồi thì uh, hy vọng các bạn đã có một cái đầu tuần vui vẻ và hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói khá là nhiều những cái tin tức mà thôi à, thường đã cố gắng sắp xếp những tin tức một cách lo trực nhất để mà chia sẻ với các bạn à, chúng ta sẽ không có dành quá nhiều thời gian để mà phân tích thị trường hay là chúng ta nói về tâm sự đâu tại vì thường đã chia sẻ nhiều video cuối tuần liên quan đến những đề tài đó rồi Chúng ta hãy bắt đầu nói tới thị trường tài chính ở Hoa Kỳ rồi chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật liên quan đến crypto và tình hình của thị trường. Các bạn cũng đang nhớ là thứ sáu đó chỉ số Nasdaq kết thúc là một màu đỏ thì hôm nay đó tiếp tục đỏ nữa các bạn. Xuống 1.16%, S&P 500 đã xuống 0.45 và Dow Jones thì không có gì thay đổi nhiều. Chúng ta nên hiểu đó là cho dù là đã có một số ngày đỏ cho chứng Hoa Kỳ nhưng mà nhìn chung đó năm nay vẫn năm năm rất là tốt các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nasdaq đó thì từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 27.41% rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số S&P 500 đó thì từ đầu năm tới bây giờ cũng đã tăng 12.74% có nghĩa là chúng ta thấy là cái hai chỉ số này đã gần đây cũng đã đạt được cái mức cao trong năm nay rồi. À, bây giờ số một chút cũng không có phải là cái gì gọi là quá hiện bây giờ rồi các bạn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cả ba chỉ số futures thì đã có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại. Các bạn đã thấy là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều xanh khoảng chừng là 0.2%. Hợp đồng dầu hôm nay thì sao các bạn? Thì vẫn ở mức thấp dưới 70 đô la cho một thùng dầu 69 đô 74 cent hiện tại. Vàng thì sao? Vàng thì cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn Các bạn hãy nhớ là vàng đã giữ mức từ khoảng 1945 đô một thời gian Nhưng bây giờ đã giảm một chút xíu nữa Mức là 1937 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao các bạn, chúng ta nhìn vào BTC Thì mức giá hiện bây giờ là 30.400 đô thì cũng không có khác nhiều So với lại cái mức giá mà cuối tuần nào các bạn Chúng ta thấy là cuối tuần năm thì mức giá BTC giữ khoảng chừng là 30.600 đô Hôm nay xuống một chút các bạn ở mức là 30.400 nhưng mà cũng coi như là đi hàng ngang Sau khi mà đã có một cái sự tăng trưởng nhanh Và đương nhiên đó là điều chúng ta muốn thấy nếu như mà các bạn đang lưu chữ nhiều coin Chúng ta muốn thấy BTC tích lũy ở một cái mức cao sau khi mà đã có sự tăng trưởng Chứ chúng ta không muốn BTC đâm từ đây đâu và chúng ta cũng thấy được là tình hình chung của thị trường crypto nhìn vào crypto bubble đó thì trong vòng 2 4 giờ qua có xanh có đỏ nhưng mà các bạn thấy được là những cái màu xanh thì nó lớn hơn những cái dòng tròn màu đỏ, nghĩa là chúng ta có nhiều đồng tăng cái số phần trăm nhiều hơn là những đồng mà giảm ngày hôm nay. Các bạn thấy được là BCS như là Bitcoin Cash tăng 13% các bạn. Chúng ta thấy được là ARB tăng 9.2, Dash 4.6%, FTT tăng 7.4% các bạn. Đây là đồng uh, FTT của sàn FTX tại sao chúng ta cũng sẽ nói tới trong cái video này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó vốn hóa ngày hôm nay thì uh, cũng không có nhiều sự thay đổi các bạn, tăng 0.2%. BTC thật ra chúng ta so sánh giá của BTC giờ này với ngày hôm qua đó thì vẫn tăng 0.9%, những đồng khác như là BNB thì tăng 1% các bạn cũng không có gì gọi là uh, quá đặc biệt khi chúng nhìn vào những đồng lớn nhưng mà trong cái một 100 này đó thì các bạn thấy được là Bitcoin Cash tiếp tục có sự tăng trưởng tăng 13% ngày hôm nay các bạn và trong vòng một tuần qua đã tăng 105% rồi. Thì có rất nhiều bạn hỏi thuận về Bitcoin Cash thì thuận nghĩ có một lý do duy nhất Bitcoin Cash tăng gần đây đó chính là tại vì chúng ta thấy là tuần vừa rồi đã có một cái sàn giao dịch crypto full Wall Thật kia đây là một cái sàn giao dịch mà họ phục vụ cho những công ty khác mà thôi Chứ không phải là sàn giao dịch mà thôi như các bạn có thể tạo cái account rồi trade trên đó được à, Đó chính là cái sàn EDX Các bạn đã nhớ đó sàn EDX này là cái sàn mà được hậu thuẫn bởi Fidelity, Charles Schwab vân vân à, Và có rất nhiều nhân vật full Wall hậu thuẫn sàn đó Và các bạn đã biết là sàn đó chỉ cho giao dịch 4 đồng mà thôi Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Litecoin à, Và các bạn thấy được Bitcoin Cash đã tăng sau thời điểm đó thì tại sao mà sàn này chỉ cho gì có bốn đồng đó mà thôi thì đó là bốn đồng mà có thể là ai cũng đưa ra kết luận là không phải là chứng khoán các bạn các bạn đã nhớ đó là trước đây những sàn lớn ở Hoa Kỳ, sàn Gemini, rồi chúng ta nói tới Coinbase đó, thì tất cả sàn ở Hoa Kỳ đó phần lớn chỉ có 4 đồng mà thôi Tức là 4 đồng thôi nhiều Newton Tại vì chúng ta đã biết là Bitcoin sẽ đương nhiên là không có phải là chứng khoán rồi, đó là một hàng hóa Bitcoin Cash là hard fork từ Bitcoin thì đương nhiên cũng sẽ là hàng hóa Chúng ta sẽ có được đồng Litecoin, Litecoin thì dùng mã nguồn của BDC trước đây cho nên cũng sẽ không phải là chứng khoán Còn về Ethereum thì đương nhiên đây là một đồng mà có sự tranh cãi có phải là chứng khoán hay là không Nhưng mà các bạn cũng đã biết là cái sự khó khăn và phức tạp nếu như mà nói Ether là chứng khoán sẽ là như thế nào, cho nên cho đến thời điểm bây giờ các bạn thấy được là SEC vẫn luôn tránh Ethereum và không nói đến Ether là chứng khoán hay là không, mà chỉ nói đến những đồng khác mà thôi, cho nên khả năng rất cao Ether cũng sẽ tiếp tục được xem như là hàng hóa như là bao nhiêu năm qua các bạn, tại vì SEC cũng đã từng tuyên bố Ether là hàng hóa, các bạn đã nhớ đó là cái sự kiện hồi năm 2018 của giám đốc Hinman lúc đó của SEC đã tuyên bố Ether là hàng hóa, không phải là chứng khoán, và chúng ta cũng đã thấy sau đó đó chủ tịch sec jay clayton không phải là chủ tịch hiện tại gary Gensler mà lúc đó, đó là chủ tịch jay clayton cũng đã ủng hộ cái câu nói đó từ giám đốc hinman à, cho nên cho tới bây giờ đó thì ngoại trừ là có gì khác biệt mọi người vẫn xem Y tờ là hàng hóa và có thể là nhiều người nhìn vào những gì đã xảy ra đó và họ nghĩ là khả năng nếu như mà hoa kỳ cứ tiếp tục cái sự gắt giao này đối với crypto đây thì chúng ta có thể thấy là những sàn họ sẽ trở về như trước đây chỉ ủng hộ một số đồng nhỏ mà thôi và Bitcoin Cash là một trong những đồng mà bị bỏ rơi sau nhiều đợt tăng trưởng các bạn à, chúng ta thấy được là Bitcoin Cash thật ra đã rất lâu rồi không có đạt đỉnh mới các bạn đã thấy là cái đợt tăng trưởng năm 2021 mới đây đó thì nhiều đồng đã đạt đỉnh mới trong một chu kỳ đó nhưng mà không có Bitcoin Cash các bạn Bitcoin Cash cái lần cuối cùng đạt đỉnh đó chính là vào năm năm trước, ngày 20 tháng 12 năm 2017, lúc đó Bitcoin Cash đã lên tới mức là 3.785 đô và đây là cái thời điểm thuận nhớ là khoảng chừng một thời gian ngắn sau khi mà có cái nội chiến BTC, rồi tách ra làm hai đồng Bitcoin Cash và BTC chúng ta được là đó là cái lúc mà Bitcoin Cash tăng tới 3.700 tính tới thời điểm bây giờ đó thì giá của Bitcoin Cash vẫn âm 94.22% so với là cái mức cao thời điểm năm 2017 thì có thể đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy Bitcoin Cash có cái sự tăng trưởng mạnh trong giai gần đây à, tại vì có thể nhiều người xem Bitcoin Cash là một trong những đồng mà nhiều người đã quên lãng và nhiều người cho là đồng này có tiềm năng khi mà chúng ta thấy những gì đang xảy ra ở Hoa Kỳ hiện tại đó là suy luận của thuận mà thôi bạn thân thuận thì cũng đã từ lâu không lưu bị bitcoin khác các bạn cũng đã biết à, các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment bên dưới khi mà các bạn lựa chọn một cái altcoin đó, thì một trong những điều các bạn cần phải hỏi à, bản thân của mình là đồng này có thật sự tăng trưởng hơn btc hay là không tại vì khi mà các bạn chỉ so sánh cái sự tăng trưởng của à, đồng này so với lại đồng đô la đó, thì các bạn có thể khó nhận ra được À, là đồng này có thật sự mang lại lợi ích hay là các bạn lưu trữ BTC sẽ tốt hơn. Tại vì BTC vẫn là đồng mà nhiều người cho là an toàn nhất hiện bây giờ các bạn và nếu như mà BTC à, là đồng an toàn nhất trong tất cả crypto mà cái đồng các bạn đang lưu trữ mà tăng trưởng không bằng BTC thì không lý do gì các bạn lưu trữ đồng đó. Và một trong những cách mà các bạn có thể kiểm tra đó là ở trên Gecko không biết các bạn để hay là không ở bên góc, ở bên trên tay phải đó thì có một cái drop down bây giờ là nó luôn để cái uh, chữ là USD tại vì các bạn đang so la nhưng mà các bạn có thể bấm vào đó rồi các bạn sẽ lựa chọn là so sánh với lại BTC thì các bạn có thể uh, zoom ra để xem lịch sử của đồng này như thế nào. Đây là đồng Bitcoin Cash. Thì các bạn thấy được rất rõ ràng là đồng Bitcoin Cash uh, theo thời gian từ năm 2007 tới bây giờ, nếu như mà các bạn lưu trữ Bitcoin Cash so với BTC thì tính theo giá trị của BTC đó các bạn sẽ được là Bitcoin Cash vẫn giảm ngay thời điểm bây giờ và đây là một trong uh, những cách mà các bạn có thể nhìn lại thời gian dài hạn đồng này có thực sự là tăng trưởng hơn BTC hay là không. Chúng ta cũng có thể kiểm tra một số những đồng khác các bạn à, một số bạn. Bạn đương nhiên rất yêu thích đồng Dogecoin thì cũng có thể cho các bạn thấy được Dogecoin là như thế nào ít ra các bạn muốn thấy đồng OCO của mình theo thời gian có thể giữ vững được giá BTC hay là cao hơn thì chúng ta được là đồng Dogecoin cũng đã có nhiều thời gian tăng trưởng mạnh hơn cả BTC nữa. Các bạn được đây là một trong những đồng mà mỗi lần mà có cái sự phô mô mạnh trong thị trường thì lại có một cái sự tăng trưởng và cái phần trăm tăng trưởng cao hơn cái BTC và cái mà các bạn muốn thấy đây là giả sử như chúng ta trở về bây giờ là thời điểm năm 2023 đi chúng ta muốn thấy là năm 2019 thì lúc lúc đó giá của đồng Dogecoin đồ là bao nhiêu? các bạn thì được là tính theo giá trị BTC là 0 000 nhiều số 0 rồi 8 các bạn so với lại bây giờ thì như thế nào? các bạn ngay bây giờ thì chúng ta đã thấy là đồng Dogecoin đồ cũng đã tăng so với lại cách đây một chu kỳ và ngay cả so sánh với lại cái thời điểm đỉnh của năm 2017 đó, lúc đó là hồi tháng 5 giá của Dogecoin soi BTC đó là các bạn thấy trên màn hình là 0.0 000157 thì đương nhiên mức giá bây giờ đã cho dù chúng ta đang ở cái mức thấp sau khi đã đạt được cây đỉnh của năm 2021 thì đồng Dogecoin bây giờ vẫn cao hơn là cái thời điểm giá cao năm 2017 khi mà so sánh với lại BTC và chúng ta muốn xem coi là cái o của các bạn đang lưu trữ đó theo thời gian tính theo giá BTC thì cách đây vài năm so với bây giờ đó cái mức giá có cao hay là thấp hơn đó là một điều rất là quan trọng thì nếu như mà thấp hơn theo thời gian thì không lý do gì các bạn lưu trữ đồng đó mà không lưu trữ btc và cái mà các bạn nên hiểu đây đây là lúc nào cũng gì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được bất cứ một đồng nhỏ nào có thể là tăng trưởng mạnh hơn BTC một thời gian ngắn nhưng mà điều đó không quan trọng các bạn thời gian dài mới là quan trọng tại vì cũng giống như chứng khoán chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được là những cổ phiếu của những công ty nhỏ trong thời gian ngắn là một tuần hai tuần hay là một tháng hai tháng có sự tăng trưởng cao hơn cả Google cao hơn cả Amazon cao hơn cả Nvidia cao hơn cả Tesla nhưng mà không có nghĩa là đó là một cái công ty sẽ có sự tăng trưởng dài hạn và có tiềm năng hơn những cái công ty như là Google, Tesla vân vân à, thì cũng tương tự các bạn chúng ta có thể tìm kiếm những OCO rất nhỏ bên dưới này có cái sự tăng trưởng nhanh cho một thời gian ngắn à, thì đối với mà nào mà không có đầu tư dài hạn mà các bạn giỏi tìm kiếm hidden gem à, thì đương nhiên các bạn có thể kiếm được tiền thì đương nhiên là rất tốt rồi các bạn thường chỉ nói tới à, dành cho như mà nào mà đầu tư dài hạn muốn tìm kiếm một cái all coin các bạn tin tưởng có lòng tin và muốn chung mình giá dài hạn thì các bạn cần phải để ý đến giá trị của đồng đó so với btc thời gian dài sẽ ra sao và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video này đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là giao thức Airify và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đây là một dự án được rót vốn bởi quỹ đầu tư lớn như là IDG Capital và Hiệp hội Blockchain Hong Kong. Airify là một giao thức omnichain được thiết kế để cách mạng hóa việc quản lý tài sản về tập trung hướng ứng dụng mục tiêu của verify là xây dựng một hệ thống tiền tệ thuật toán thế hệ tiếp theo lấy cảm hứng từ những dự án đầu tiên trên đường đua stablecoin thuật toán trong một thị trường crypto đầy biến động việc tồn tại một tài sản trú ẩn đáng tin cậy có thể chống lại các điều kiện bất lợi của thị trường là tiền đề quan trọng để đảm bảo cho sự tự tin của nhà đầu tư và sự chấp nhận rộng rãi của công chúng đối với crypto Aryfi tiếp tục con đường phát triển giao thức stablecoin phi tập trung. Giao thức Aryfi sử dụng đồng super stablecoin USDR, ứng dụng sức mạnh của AI và hợp đồng thông minh bonding curve để chống lại hiện tượng depeg, vốn là một vấn đề nhức nhói của các stablecoin trong thị trường crypto. Ari đã phát triển một thuật toán dựa trên trí tài nhân tạo, được gọi là Arygo, sử dụng hợp đồng thông minh bonding curve. Arygo mang đến tất cả các lợi ích của bonding curve nhưng với những cái cải tiến đáng kể. Erigo hoàn toàn tự động và không được kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào và thay vào đó phụ thuộc hoàn toàn vào hành động của thị trường. Ví dụ như là một cá voi, người sở hữu lượng lớn token AIA nào đó có kế hoạch bán một lượng lớn AIA, Erigo sẽ bán token theo từng đột một cách thông minh dựa trên những gì mà nó đã học được từ những hành động giá trước đây và dự đoán về xu hướng thị trường trong tương lai. Khả năng của Erigo đảm bảo là tính ổn định cho giá của AIA và sẽ gián tiếp bình ổn tỷ giá của USDI. Về hệ sinh thái của AI thì có những mảnh ghép hấp dẫn cho hệ sinh thái này. Stake AIA với lãi suất hàng năm có thể lên đến 36%, trò chơi bỏ phiếu với những phần thưởng hấp dẫn. Tính năng swap và convert cho phép người dùng tiếp cận với nguồn thanh khoản trực tiếp từ thị trường, dễ dàng chuyển đổi AIA và USDR với các loại tài sản tiền điện tử khác. Nền tảng thương mại trực tiếp Lisa Moore hợp tác với shop đơn cho người dùng mua iPhone 14 Pro giảm giá lên đến 50% Đây là những thông tin mà RFI muốn truyền tải đến các bạn trong video ngày hôm nay Stablecoin thực toán đó thì vẫn trong giai đoạn sơ khai và tồn tại nhiều rủi ro cho nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi mà tham gia Những bên nào mà quan tâm đó, thì thông tin chi tiết cũng như là thông tin đăng ký sẽ có trong phần mô tả trong video này Và bây giờ chúng ta hãy trở lại với những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay trong thứ 100 này đó thì ngoại trừ Bitcoin Cash tăng mạnh trong vòng 24 giờ qua chúng ta có Arbitrum cũng tăng 9% các bạn Injective tăng 8.8%, Near Protocol tăng 8.6% Tôi biết là cũng có nhiều bạn đang lưu trữ đồng Near thường thì cũng không theo dõi đồng Near thường xuyên các bạn Nhưng mà hôm nay đó thì đồng Near cũng có một cái thông tin là họ đã hợp tác với lại Alibaba Cloud Có nghĩa là cái dịch vụ đám mây của Alibaba Và cái sự hợp tác này đó thường thấy nó cũng tương tự như là những sự hợp tác chúng ta đã từng nghe nói tới với những cái dự như là madrid vân vân hợp tác với lại những cái công ty cung cấp dịch vụ đám mây như là amazon web services hay là Google Cloud thì những cái vụ đám mây đó sẽ là nền tảng và thu hút những cái developers những người mà lập trình để có thể lập trình trên mạng lưới đó thì cũng tương tự như vậy Alibaba Cloud sẽ là nền tảng là đối tác của Near Foundation đây cũng là thông tin tích cực cho Near các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy về những đồng mà xuống nhiều nhất đó cũng không có đồng nào gọi là xuống nhiều đâu các bạn chúng ta có Kava xuống 5% chúng ta có Casper xuống 4.6 và Bitdao xuống 4.4% và nói tới cái sự tăng trưởng bất ngờ đó thì không chỉ riêng là BTC đâu các bạn thấy được là BTC đã tăng 84% à từ đầu năm tới bây giờ. Tôi nghĩ là rất nhiều bạn cảm thấy bất ngờ nếu như mà chúng ta trở về đầu năm nay mà có ai đó nói với các bạn là trong vòng 6 tháng BTC sẽ tăng trở lại tới mức là hơn 30.000 đô và tăng 84% thì có thể nhiều bạn sẽ không có tin nhưng mà điều đã xảy ra rồi và không chỉ riêng là những bạn trong thị trường crypto này cảm thấy bất ngờ mà ngay cả những nhà đầu tư truyền thống cũng cảm thấy bất ngờ khi mà chúng ta có những công ty công nghệ tăng trưởng mạnh như là Nvidia tăng 189% các bạn trong vòng 6 tháng mà thôi tăng còn hơn gấp đôi BTC Meta tăng 140% các bạn tăng gần như gấp đôi BTC Tesla tăng 108% nhiều hơn cả BTC và những cái công ty công nghệ khác thì tăng ít hơn nhưng mà phần trăm cũng không hề nhỏ như là chúng ta thấy Apple, Amazon, Microsoft, Netflix và Google. Cái mà Thu muốn chỉ ra đây với các bạn đó thì uh, thị trường tài chính luôn không bao giờ làm cho ta thất vọng bằng cách là luôn cho chúng ta có một số bất ngờ chỉ là bất ngờ tốt hay là xấu mà thôi các bạn thì chúng ta thấy là thị trường tài chính là cũng như vậy nó luôn đi theo một cái xu hướng là từ từ rồi đột ngột từ từ rồi đột ngột tăng hay là từ từ rồi đột ngột giảm nó sẽ không có giảm từ từ hay là tăng từ từ cho các bạn bắt nhịp được rồi các bạn cảm thấy là xu hướng đã ngày càng rõ ràng cho nên các bạn mua trước đợi cho giá tăng nó rất là khó để mà phân biệt được các bạn thường đó là những lúc mà mọi người phô mô nhiều nhất thì đó là những lúc mà chúng ta sẽ không ngờ là giá xuống mạnh hay là ngược lại những lúc mà các bạn nghĩ là giá sẽ tiếp tục giảm nữa tại vì làm gì mà có tiền vào trong thị trường để mà thu mua tình hình kinh tế quá là xấu thì thị trường lại cho các bạn có một cái sự bất ngờ cho nên ngoại trừ là các bạn là một người mà có thể phân tích trước như gì đang xảy ra hay là các bạn biết tin tức nội bộ mà thôi Những người mà có được lợi nhuận nhiều từ đầu năm tới bây giờ các bạn nghĩ là những ai Những người mà có lòng tin vào Apple, có lòng tin vào Nvidia, có lòng tin vào Meta hay là Tesla Bản thân cũng lưu trữ cổ phiếu Tesla Thì nếu như mà các bạn có lòng tin lưu trữ trung bình giá thì năm ngoái là một cơ hội tuyệt vời để cho nhiều người lưu trữ trung bình giá những cổ phiếu này mà năm nay đã có một cái sự lợi nhuận không hề nhỏ các bạn thấy được là những người mà đầu tư trung bình giá những công ty này đó, thì có thể năm ngoái họ không thể nào nghĩ được là có cái gì dẫn đến là giá cả tăng nhưng mà lòng tin của họ họ vẫn tin tưởng đây là một công ty có tiềm năng dài hạn theo mà vẫn trung bình giá cũng giống như là thuận chung bình giá BTC và thuận nên thì có suy nghĩ là chọn đúng mảng đầu tư tiền sẽ tới chúng ta đừng có quan tâm quá nhiều dòng tiền từ đâu mà tới các bạn tại vì tiền thực sự là có rất là nhiều chúng ta cũng đã từng nói tới bài viết này là hồi tháng 5 các bạn chúng ta thấy là bài viết này thống kê có tới 5,3 nghìn tỷ đô la đang nằm trong những cái quỹ gọi là money market thì hiểu đơn giản quỹ money market fund này đó nó giống như là stable coin vậy các bạn một cổ phiếu là một đô la thì lưu trữ trong những cái quỹ này đó để chờ đợi để có thể thu mua tài sản một cách nhanh chóng cho nên chúng ta thấy là quỹ money market là một trong những công cụ cực kỳ quan trọng cũng tương tự như là stablecoin trong thị trường crypto thì các bạn đã thấy là trước đây đó mọi thứ cũng chưa có rõ ràng nhưng mà sau khi mà có những cái sự sụp đổ của những ngân hàng á, thì dẫn đến nhiều người lo lắng họ không muốn lưu trữ quá nhiều tiền trong ngân hàng họ đem tiền gửi đến những cái quỹ money market khiến cho mọi thứ nó rõ ràng hơn là có rất nhiều tiền ở trong thị trường các bạn và chúng ta có thể thấy là cái số lượng tiền này là không tính cái số lượng tiền mà đã dùng để thu mua những tài sản từ đầu năm tới bây giờ có một câu nói đó, trước đây khi mà thường đọc um, cái uh, cuốn sách um, rich dad poor nghĩa là cha giàu cha nghèo đó thường không hiểu câu nói đó nghĩa là gì à, câu nói đó thường nhớ là Robert Kiyosaki nói là tiền không có thật thì cái câu nói nó cũng mang tính chất là trừu tượng các bạn nhưng mà càng à, về sau thường lại càng hiểu hơn tiền nó chỉ là một con số trên máy tính mà thôi các bạn muốn bao nhiêu cũng có hết á. thật sự trên thế giới này không có giới hạn tiền pháp định tiền pháp định nó không có dựa vào bất cứ một cái gì hết á. giống như là chúng ta có thể nghĩ trước đây đó là dựa theo lý thuyết tiền là in ra dựa theo công sức người lao động dựa theo theo GDP của quốc gia vân vân nhưng mà trên thực tế các bạn thấy nó không phải hoạt động như vậy tiền sẽ được lạm phát sẽ được sử dụng vì nhiều lý do khác nhau và vì lý do chính trị cũng có vì lý do để mà kích thích nền kinh tế cũng có nhưng mà tiền sẽ có các bạn tiền mãi mãi là sẽ có thêm và có thêm và tôi cũng đã chia sẻ quan điểm lưu trữ tài sản dài hạn với các bạn trong nhiều video và cũng có một video thùng chia sẻ lại trong cuối tuần vừa qua nếu nào muốn hiểu thêm thì hãy xem video tại sao nên cần phải đầu tư trên kênh